Mới đây, 540 máy thở MV20 vừa được Trường Đại học Văn Lang và các doanh nghiệp trao tặng đến các địa phương nhằm tiếp sức trong công tác chống dịch COVID-19. 540 máy thở được trao tặng cho đại diện 8 tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai. Máy thở MV20 là loại máy thở hiện đại, được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thiết kế gọn nhẹ, an toàn, dễ thao tác cho các nhân viên y tế, giảm tối đa mức độ lây nhiễm chéo cho bệnh nhân và nhân viên y tế trong công tác điều trị COVID-19. Việc trang bị máy thở này không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch phải thở máy xâm nhập, mà còn áp dụng cho các bệnh nhân suy hô hấp và chữa trị các bệnh hô hấp khác. Đến nay, tổng cộng hơn 1.000 máy thở MV20 đã được trao tặng cho các bệnh viện, địa phương, kịp thời hỗ trợ ngành y tế Việt Nam chống dịch COVID-19.